chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người combo bộ motor cánh quạt dàn nóng của Honda Civic 1.8 đời 2008. Đây là bộ sản phẩm của Denso Thái Lan, được nhập khẩu bởi công ty Denso Việt Nam và được phân phối tại An Thái Auto. Sau đây em xin giới thiệu tới mọi người cái mã của sản phẩm. Đây là cái mã của cái motor của nó đấy. Đây là cái công, cái ký hiệu công được nhập, được xuất về Việt Nam. Với cái chất lượng của hàng sản phẩm của Denso Thái Lan thì đã được kiểm định và kiểm chứng, sử dụng thì anh em an tâm. Đây, và đây là cái motor của nó, motor quạt dàn nóng. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu thắc mắc về sản phẩm thì có thể liên hệ với em theo số Zalo 0769086333. Bên em có hỗ trợ lắp đặt tại Hà Nội, tại gara BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Xin cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.